Xin chào các bạn, đười ươi là loài động vật có vú sống trên cây lớn nhất thế giới. Với bộ lông màu đỏ độc đáo và những cánh tay khỏe khoắn, mạnh mẽ cho phép chúng đu từ cây này sang cây khác. Chúng là những sinh vật có tính cách ôn hòa, thích dành thời gian ăn trái cây hơn là tham gia vào các cuộc chiến. Nhưng nếu nói đến nó, liệu rằng đười ươi mạnh đến mức nào? Sức mạnh của đười ươi tập trung chủ yếu ở cánh tay của nó. Những con vượn này di chuyển và đu từ cây này sang cây khác bằng cách sử dụng chi trước của chúng. Có thể hiểu đơn giản rằng một khối lượng cơ thể nặng đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn ở cánh tay. Đung đưa và nắm chặt một cành cây trong khi nhảy cũng cần một sức mạnh đáng kinh ngạc. Kết quả là kích thước cơ thể của đười ươi càng lớn thì chúng càng khỏe. Đười ươi xây dựng sức mạnh theo cách tương tự như con người, các bài tập thể dục dưỡng sinh hoặc cử tạ. Tùy thuộc vào loài và kích thước của chúng, đười ươi đực có thể nâng vật gấp đôi trọng lượng cơ thể của chúng. Ngoài sức mạnh cơ bắp, cánh tay của đười ươi cũng dài. Trên thực tế, chiều dài cánh tay, sải tay có thể lên tới 8 feet, tức là khoảng 2,4 mét, tùy thuộc vào kích thước thực tế và loài. Đười ươi cái cũng có thể nâng vật nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể của chúng. Tuy nhiên, chúng chỉ bằng một nửa kích thước của con đực, và vì thế chúng yếu hơn. Đười ươi Sumatra đực lớn hơn con cái, chúng cao trung bình 54 inch, tức là 137 cm, và nặng từ 155 đến 200 pound, tức là 70 đến 90 kg. Con cái cao khoảng 43 inch, tức 110 cm và nặng từ 90 đến 110 pound, tức là 40 đến 50 kg. Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể lớn hơn nhiều và một số cá thể trong vườn thú có trọng lượng gấp đôi so với khi còn sống trong tự nhiên, ở mức 300 đến 400 pound, tức là 136 đến 180 kg. Đười ươi có những cú cắn cực mạnh bên cạnh những cánh tay khỏe khoắn, lực cắn vào khoảng 575 psi. Để làm nứt vỏ và hạt của trái cây mà chúng ăn, đười ươi cần phải cắn rất mạnh. Những con đười ươi đực được nhìn thấy đánh nhau trong một số trường hợp hiếm hoi, thường là vì tranh giành bạn đời của chúng. Buổi chiến đấu khá hoành tráng và thể hiện sức mạnh to lớn, không thể phủ nhận rằng chúng có sức mạnh hơn chúng ta tưởng. Đười ươi mạnh như thế nào so với con người? Phần lớn sức mạnh của bất kỳ loài động vật nào không chỉ đơn giản là khối lượng cơ và mật độ của nó, mà còn là những lợi thế cơ học do sự chèn ép của cơ và gân. Và do cánh tay dài tương xứng với đười ươi nên việc đưa gân của chúng xuống nhiều hơn cánh tay của chúng so với con người. Đười ươi mạnh hơn con người khoảng 7 lần về sức mạnh cơ thể, lực cắn của chúng lớn hơn con người gần 4 lần, do đó con người có rất ít cơ hội chống lại đười ươi trong một cuộc đối đầu trực diện. Nếu bạn muốn so sánh thêm sức mạnh của mình với đười ươi, hãy biết rằng đười ươi có thể nâng tạ nặng gấp 2 lần trọng lượng cơ thể của chúng và chúng thực hiện rất dễ dàng. Một số vận động viên khỏe nhất thế giới có thể nâng một mức tạ tương tự như đười ươi, nhưng vận động viên đó sẽ cần rất nhiều nỗ lực. Trong thực tế, một người đàn ông bình thường sẽ gặp khó khăn khi nâng cao hơn đầu của mình với trọng lượng hơn 100 pound, 45 kg. Một người trung bình nặng 80 kg, nhỏ hơn trọng lượng cơ thể của đười ươi. Con người cũng có sức cắn yếu hơn, lực cắn của đười ươi là 575 psi, trong khi lực cắn của con người chỉ là 162 psi. Tốc độ, sức chịu đựng, trí thông minh, chiều cao, cân nặng và một cú đấm mạnh hơn đều là những lợi thế của con người. Con người có cơ bắp yếu hơn, khớp cắn yếu hơn và khả năng chịu đau thấp hơn. Cơ bắp khỏe hơn, vết cắn mạnh hơn, khả năng chịu đau cao hơn và khả năng sử dụng chân như tay là tất cả những lợi thế của đười ươi. Nhược điểm của đười ươi là tốc độ, sức chịu đựng, sức mạnh trong cú đấm, chiều cao và trọng lượng đều kém hơn. Nếu một người đã cố gắng kích động một con đười ươi bạo lực thì đặt cược tốt nhất cho sự sống còn của họ là bắt đầu chạy và tiếp tục chạy thật nhanh. Đười ươi mạnh như thế nào so với các loài khỉ khác? Tinh tinh trái ngược với đười ươi lại quen với hành vi bạo lực, chúng được biết đến là thường xuyên chiến đấu với nhau. Mặc dù trong thực tế tinh tinh là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm hơn, nhưng về cơ bản đười ươi vẫn lớn hơn tinh tinh rất nhiều. Kết quả là nếu cả hai đánh nhau, đười ươi sẽ thắng vì chúng có khối lượng và sức mạnh cơ bắp nhiều hơn. Sức mạnh bạo lực kết hợp với lối sống thực vật của chúng sẽ là lợi thế chính của đười ươi. Đối với khỉ đột, đười ươi không mạnh hơn khỉ đột. Đười ươi là loài động vật thích nghi với thực vật, có nghĩa là chân của chúng thích nghi với việc leo trèo và đu từ cây này sang cây khác hơn là đi bộ trên cạn. Mặt khác, khỉ đột là những sinh vật trên cạn có thể đi lại tự do trên mặt đất, do đó chúng có lợi thế hơn đười ươi trong trận chiến trên mặt đất này. Một trở ngại lớn khác mà đười ươi sẽ gặp phải trong cuộc chiến với khỉ đột là răng của chúng. Khỉ đột có thể sử dụng răng nanh sắc nhọn của chúng làm vũ khí và đười ươi sẽ bất lực để tự vệ vì răng nanh của khỉ đột có khả năng gây chết người. Ngay cả những con đười ươi lớn hơn, những con khỉ đột vẫn cứng cáp hơn và cơ thể cứng cáp hơn.
Sức mạnh của đuôi ươi là kết quả của môi trường sống và lối sống của chúng. Những con vượn sống trên cây này hiếm khi trèo ra khỏi cây để du ngoạn trên cạn. Đung đưa từ cây này sang cây khác là cách di chuyển chính của chúng. Chúng cũng sử dụng cách leo thẳng đứng để tiếp cận trái cây. Tất cả những hoạt động này đòi hỏi rất nhiều sức mạnh, và đó là lý do tại sao phần lớn sức mạnh của đuôi ươi tập trung ở chi trước của nó. Nội dung đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy ấn nút like và đăng ký kênh để xem thêm thật nhiều video thú vị các bạn nhé!